Bây giờ tôi sẽ đi làm chất liệu và ánh sáng sao cho chúng ta có thể làm được một cảnh như sau. Một cái cảnh giống như là một cái trong một căn 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 chòi căn phòng nhìn ra là một cái khung cảnh biển chẳng hạn. Thì để làm được cảnh này, tôi sẽ đầu tiên tôi phải khai báo ra đây. Cho vào render up command asset render. Và tôi sẽ khai báo hai vài ở đây. Về vào đây tôi sẽ vào Google Sweep mà tôi tắt đi cái default line và vào trong cái image installation tôi chọn cái độ khử cơ là adaptive damage và chọn cái filter là custom và trong Vray color pin đó tôi sẽ chọn cái cleaner là bản định ha và chọn edit tôi kiểm nhận lúc này và secondary ray tôi chọn landscape edit map tôi sẽ chọn về lâu về đây là cách tôi chọn cỡ thì 100 ha sự bài và no thế show 001 ha status đây default geometry status và dynamic memory đặt 6000 cũng như tương tự và như vậy tôi đã khai báo xong về đây những cái thông số cơ bản nhất của về đây ở đây cái cảnh chúng ta nó được được chiếu sáng bởi môi trường nên sẽ kiểm nhận một này trong Vray environment. Trong Internet Illumination thì tôi kiểm tra lại ha, Fellow, ok. Khi làm xong tôi sẽ chọn tất cả đối tượng này và tôi sẽ áp chọn một chút liệu đây và tôi sẽ áp cho cảnh chúng ta một chút liệu Vray Metro để cho tất cả các đối tượng trong cảnh nó đều đồng nhất một bởi một chút liệu Vray. Bây giờ render ra thì chúng ta sẽ thấy giống như vậy ha. Bây giờ tôi sẽ đi làm chất liệu cho cảnh này. Thì đầu tiên chúng tôi sẽ làm chất liệu cho cái hậu cảnh ha. Thì hậu cảnh tôi sẽ mở chất liệu cho một trống mới và đổi đổi con chất liệu Vray Light Material. Tại vì trong cái cảnh chúng ta thấy là cái cảnh ở đây nó cái chất nó sáng lên. Vậy tôi sẽ dùng chất liệu từ phát sáng để vô nó phỏng cái cảnh ha. Vì cảnh nó sáng là giống như ánh nắng chiếu vậy. Tôi sẽ áp vào cái phần nông này, cái bitmap mà. Tôi kích vào đây áp lại một cái hình hậu cảnh thôi. Một cái hình hậu cảnh như sau. Một hình hậu cảnh có một cái bãi biển thôi. Như vậy ha. Và tôi đặt cái Velocity là cái đây cái cường độ của sáng phát sáng của cái ảnh này đó đặt nó cỡ 1.5 thì 1.2 thôi và tôi áp cho hai chọn hai học cảnh này và tôi áp cho nó tôi đây kết thúc này nó hiện ra cái học cảnh ha. Và như vậy là chúng ta đã làm ra cái hậu cảnh này. Chúng ta render ra thì thấy sẽ thấy cái hậu cảnh này chúng ta nó sẽ khớp với cái này. Để làm sao cho cái hậu cảnh nó khớp với khung cảnh chúng ta thì chúng ta phải chúng ta bằng cách là thứ nhất chúng ta tạo ra tấm một tấm len ha. Một tấm len từ một cái đường từ một tấm một đường line và extrude lên để tạo ra một cái tấm như vậy. Và chúng ta phải tạo tìm một cái hình nào đó áp vào và dùng UMF map để chỉnh nó khớp ha. Bây giờ để có thể tạo ra được cái ánh nắng á giống như cái này nè thì tôi làm như sau. Tôi vào phần French tôi tạo ra một cái đối tượng đèn như sau. Tôi tạo vào phần French ra tôi vào trong JS nè line nè và sau là Santa dùng đèn Santa và tôi tạo ra một cái target direct nè một cái đèn này mục tiêu như vậy ha. Nó giả lập cái đèn của sao mặt trời. Và đây tôi định vị lại cái vị trí của nó và sẽ muốn nó chiếu sáng đến cái vị trí này chẳng hạn. Và cái này chúng ta nói vậy ha.
Lên bệnh viện độ cao rồi sẽ qua đây. Cho nên về chúng ta coi có đèn như thế nào. Chú ý rằng chúng ta để cái đèn này, không để cái đèn này nó bị cắt bởi cái tấm hậu cảnh thôi. Vì nếu chúng ta để cái đèn này mà nó bị cắt bởi cái tấm hậu cảnh đó, sẽ bị bắt bị cắt vậy đó, thì ánh sáng chúng ta nó không siêu qua được ha. Chúng ta chú ý cái điều đó. Bây giờ thì cái tấm này tôi sẽ điều chỉnh những thông số của cái đèn này. Thì để cái đèn này nó để cho đọc được cái ánh sáng mặt trời á, thì tôi sẽ vào đây, vào trong shadow và cho kiểm nhận shadow on và chọn cái bóng đổ về đây shadow. Thì lúc đó cái ánh sáng chuyển của nó chiếu qua những cái khe cửa này, những cái khe của cái nhà này, thì nó sẽ hắt cái ánh nắng vào, nó tạo ra hiệu ứng bóng đổ, hắt ánh nắng nhìn nó sẽ đẹp hơn. Tôi sẽ vào trong Array Shadow Mapper và kiểm duyệt cái Array Shadow ha, và nhà Sphere để cho cái bóng đổ chúng ta nó mềm, nó cái bị nó mềm hơn. Chúng ta vào Intensity Color nè, tôi sẽ đặt cái cường độ sáng của cái đèn mặt trời là 3, và tôi sẽ chỉnh cái màu nó qua một hoặc màu của ánh nắng á, qua một màu cam. Và ta đặt cái direction parameter là cái vùng chiếu sáng á, là như sau. Thì đèn ta cách direct light là một cái đèn nó chiếu sáng theo một cái khối hình trụ, nó sẽ phát ra theo hướng không xong hướng hình trụ này. Đúng không? Thì cái khối này là hotspot với full load, và nó cho chúng ta điều khiển cái kích thước của cái vòng trong và ngoài của khối hình trụ ha. Thì cái khối hình trụ càng càng, càng rộng như vậy á, thì ánh sáng nó chiếu càng nhiều. Thì ánh sáng mặt trời mà thường mặt trời nó lớn lắm, ánh sáng nó sẽ bao trùm nguyên cảnh này, nên tôi phải điều chỉnh cho cái đèn này nó có cái ô nó bao lớn như vậy ha. Khi làm xong chúng ta render để xem cái kết quả coi như thế nào, ánh nắng hắt như nào. Lúc mà chúng ta thấy ánh nắng hắt qua như vậy, chúng ta thấy ánh nắng ở đây chúng ta nó bị những cái hạt nè, cái bóng nè, là do cái vật phân giải trong cái Vray Shadow Parameter nó thấp quá. Tôi tăng lên cho chừng 16 chẳng hạn, 20 hoặc là 26 chẳng hạn, và UVWSA đặt 30 30. Thì ta subdivide của cái bóng ở đây lên đó, thì những cái hạt, những cái hạt của trên cái bóng đổ này nó sẽ không còn nữa ha. Nó những cái hạt này trên bóng đổ nó có, vì do cái đèn nó đạt độ phân giải thấp quá. Nó sẽ như vậy. Nếu chúng ta có thể định vị lại cái vị trí đèn nó như thế nào đó, để nó có một bóng độ theo ý của chúng ta ha. Bóng độ chúng ta cho nó như vậy ha, sẽ như vậy chẳng hạn vậy. Và như vậy là chúng ta đã tạo xong được cái phần nó gọi là cái nắng của cái mặt trời á, nó chiếu vào nó hát bóng như vậy. Kế tiếp là tôi sẽ tạo ra cái chất liệu chính cho cái cảnh này. Bây giờ tôi thấy trong cái cảnh chúng ta là nó nguyên cái trần, cái mái, rồi những cái bàn này nó đều mang một cái liệu gỗ hết. Thì tôi sẽ làm cái liều gỗ, tạo cái liều gỗ cho nguyên cái nhà này ha. Tôi bấm vào các bạn, tôi vào bản chất liệu nè, tôi chọn một cái liệu mới ha, và đổi qua chất liệu Vray Material, và tôi áp vào trong diffuse của nó một cái bitmap, một cái chất liệu thôi, gỗ như vậy, làm gỗ cho cái nhà chúng ta. Và tôi sẽ copy cái chất liệu gỗ này xuống và map bum, mà copy xuống bum và tôi đặt bum khoảng chừng 60,
cho nó nổi như là những khối là như vậy ha. Và để cho cái gỗ cho nó có một bóng, một cái độ mờ nhẹ nhìn nó thật hơn á, thì tôi sẽ đặt refresh á, cho nó một cái màu nhẹ khoảng 15, màu xám đen thôi. Và tôi sẽ hạ các ly của xích xuống 0.75, 0.8 gì đó, thì nó bóng như vậy ha. Để cho nó nhẹ hơn thì sẽ tôi vào đây và BRDF mà tôi chỉnh qua cái word nó sẽ nhẹ hơn ha. Giờ tôi sẽ áp cái chất liệu này cho những cái, và tôi đổi tên lại. Cho cái phần cái nhà của chúng ta. Những cái gì mà đã áp rồi được rồi tôi sẽ ẩn đi ha. Nguyên cái vàng này nó cũng mang cái kiểu gỗ hết. Đây nguyên cái đám này nè, nó mang hết chứ đồ gỗ, cả cả bàn cũng mang gỗ luôn. Và cho đó xong chất liệu cho cái nguyên cái cạnh chính là như cái này rồi. Bây giờ tôi sẽ làm chất liệu cho cái sàn. Chất liệu cho sàn tôi cũng copy từ chất liệu ra và tôi chỉ là đổi lại cái map thôi. Kích vào đây nè, tôi đó là cái map tạo workflow. Tôi lúc mà tôi sẽ áp cho cái sàn và nó sẽ đổi tên lại cái chất liệu mới. Lúc này tôi sẽ chúng ta có sẽ có một cái chất liệu ha, chỉnh cho cạnh chúng ta. Đây là chính là cái màu thật của chất liệu mà đã render ra, nó cộng hưởng với cái màu của cái ánh nắng nè, tạo ra như vậy ha. Giờ cái màu này cho thấy rằng nó đậm quá, tôi có thể chuyển qua cái kiểu là render và render up và vary color mapping nè, và tôi chuyển qua nó có kiểu là exponential và render lại ha. Thì lúc đó exponential nó sẽ làm cho chúng ta nó nhạt màu hơn, vì cái màu gỗ này nó đậm quá ha, chúng ta sẽ làm cho nó nhạt màu gỗ hơn bằng cách này. Nhưng khi chuyển qua cảnh exponential thì cái ánh sáng chúng ta render ra thì thấy nó bị tối đi, thì lúc đó chúng ta có thể tăng cái độ sáng lên như sau. Cái hào cảnh là nó tối quá nè, tôi vào đây cho tăng vào đây nè, nó tăng lên cái cường độ nó có bên lên cái 3 chẳng hạn. Bây giờ để cho cái cảnh nó sáng hơn thì tôi ngoài chúng ta sẽ tăng tăng cái cường độ của cái đèn môi trường đó, của cái đèn target direct lên đó. Thì vì nếu mà chúng ta tăng cái cường độ của đèn target direct lên cao quá thì những bóng sáng ở đây nhiều khi nó sẽ sắc nhiệt trở nên chói, bị chói,
Cho nên ngoài cái ánh sáng của cái đèn ra thì đây là cái cảnh mà nó được chiếu sáng nhiều, ảnh hưởng nhiều bởi cái ánh sáng môi trường. Nên tôi sẽ sử dụng cái phần ánh sáng môi trường. Cho V-Ray, cho vào V-Ray ha, tắt V-Ray ha, và V-Ray Environment nè. Tôi kiểm nhận mút này và đặt cái Multilayer ở đây 6. Thì lúc đó cái cảnh chúng ta nó được sẽ được chiếu sáng thêm bởi cái ánh sáng của môi trường nữa, bởi một cái cường độ 6 như vậy nữa. Và tôi sẽ đặt cái màu của ánh sáng môi trường nó chiếu sáng cái cảnh này là như sau. Thì bây giờ chúng ta render ra thì sẽ thấy cái cảnh chúng ta nó được, ngoài ánh sáng của cái đèn ra, nó được sẽ được chiếu sáng cảnh sáng môi trường ha, nhìn nó sẽ rõ hơn. Đây mà màu nó đậm quá, nó chuyển qua kiểu là S-Color Mapping của là Exponential thì nó sẽ lạc bớt ha, thì nó gần gần giống như cái hình mẫu của chúng ta. Và như vậy chúng ta đã tạo phần lớn được cái cảnh này ha. Giờ bây giờ tôi sẽ đi làm tiếp cái phần chất liệu ở đây. Tôi tạm ẩn đi những cái đối tượng không cần thiết ha. Đây những cái phần à. Những cái phần này là những cái thanh này tôi cũng phải áp luôn chất liệu gỗ. Đây là những mối nối nè, cái mối nối này tôi cũng tạo cái điểm mới nè. Bỏ qua cái điểm vào đây mà ta rô. Thì phát sẽ chỉnh ha, cho vào một cái chữ inox chẳng hạn. Giờ tôi sẽ tạm ẩn ẩn đi những cái đối tượng không cần thiết à, mà chúng đã làm cho liệu rồi. Tôi sẽ ẩn đi cái ví dụ là cái này chẳng hạn. Cái dàn gỗ, cái dàn của cái nhà gỗ, cái sàn ha. Bây giờ tôi sẽ làm nguyên liệu cho cái này, cái phần này nè, có cái đèn này đơn giản là add inox thôi. Và cái đây là phần cái phần trong bên trong của chúng ta là nó giống như một cái đèn tự phát sáng nè. Thì cái lõi bên trong của cái đèn đó thì tôi chỉ áp nó sẽ áp nó bằng chất liệu một giờ buổi sáng ha. Paralyze Material và đặt cái này khoảng chừng 1.2 ở đây. Tương tự cho những cái chóa đèn ha, cho những cái đèn còn lại. À, inox ha, inox cho nó sáng chút xíu. Hai chóa trong cho áp lực cho bột sáng ha, để lọc cái ánh sáng nó chiếu ra ngoài. Còn những cái dàn này của tôi thì tôi sẽ áp cho nó bởi một cái inox cái dàn thôi. Bây giờ tôi sẽ đi làm chất liệu cho những cái chậu bông. Đây là hai chất liệu của hai chậu bông của tôi này. Để làm rất là cho những chậu bông mình làm như sau, với đơn giản là tôi lấy một việc mới là đổi qua cho liệu Vary và Taro. Và tôi áp vào điều phiên của cái chậu bông này một cái là hình lá thôi. Và tôi chọn những cái nhánh hoa. Tôi áp cho nó cái hình lá này. Áp cái hình lá này ha. Bây giờ để làm cho liệu cho phần cây á, phần và cái phần đất á, tôi lấy chỉ đơn giản tôi đổi qua một cái liệu màu xám nâu ha. Là ok. Áp cho phần cây này. Cũng như áp cho phần đất ha.
và tôi cho màu nâu nữa về, càng càng đen càng tốt. Còn đã làm hai cái bình chứa này thì tôi lấy cái liệu vào đây metal, tôi sẽ cho cái bình chứa nó chỉ một màu trắng, tập refresh nó sáng sáng ha, và dùng fresh impression nè để giả sử một cái chậu bằng sứ sứ trắng chẳng hạn. Nó phải như vậy, theo những bước mà tôi đã làm xong và rất là nhanh chất liệu cho có một cái cảnh của một cái nhà. Và giống giống việc một trong một cái nhà ở một cái kiểu biển, bờ biển vậy. Nó sẽ có ánh nắng mặt trời chiếu vào. Và đây chúng ta sẽ tôi sẽ render ra kết quả cuối cùng ha. Và đây là kết quả cuối cùng của chúng ta ha, nó sẽ như vậy.